Chào mọi người, mình là Trung với kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay tiếp tục với cần câu thì hôm nay là một loạt cần câu tay nha mọi người. Câu tay. Đấy. Để mình đang tiếp dồn lại. Đầu tiên là một cây cần tay này. Đấy. Cần này thì cũng chế lại rồi nha mọi người. Đấy, cần này chế lại rồi. Đây, chế này. Chế lại rồi, thành ra cái ống nó cũng bị dư rồi nha. Đây, ống dài dư. Đọt của nó đây. Một lóng này, hai lóng này. Ba lóng này. Bốn lóng này. Đây, lóng này như carbon mọi người. Đấy. Hai cái lóng dưới. Đây. Đấy, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Đấy. Cần này chắc có lẽ nó còn dài hơn nữa nhưng mà cái này chỉ có bốn lóng trên thôi, còn cái lóng dưới chắc nó bị hư rồi, người ta bỏ ra luôn rồi. Đây hiện tại là cần này dài 3 mét rưỡi này, thu vào 1 mét này. Đọc là 1,4 ly, cân nặng là 60 gram nha mọi người. Đây, phía trên nó còn dư thế này đây. Đấy. Cái này cái số 1. Số 1 30.000. Số 1 30.000 nha mọi người. Đấy, cần cao mà có 30.000 một cái. Quá bá. Số 2 là một cây cần hiệu Ebisu. Đấy, Ebisu. Cần tay Ebisu. Hôm nay cần đây. Chất liệu phíp này. Đọc nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, bảy lóng. Bảy lóng. Cái cần này hiện tại dài 4,8 m, thu vào là 88 cm, đột 0,8 ly, còn cân nặng là 180 g. Thế nào cũng có số 8 rồi, phát. Cái này là số 2. Số 2. Rồi. Cây này 170.000. Số 2 170.000 nha mọi người. Số 3 tiếp tục một cây cần tay 4,5 m. Này, chất liệu phíp nhé. Đây, đọc của nó đây. Đọc mạnh nha mọi người. Một lóng, hai, ba, bốn, năm. Năm lóng nha mọi người. Đây, năm lóng. Cái nắp vặn chân cần nó bị hỏng nên người ta chế lại này, người ta lấy khúc gỗ người ta đẽo lại chế lại này, thấy chưa? Đấy, để mọi người dán thêm xích keo vào nhé. Cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,03 m, đột 0,9 ly, cân nặng 180 g. Đây là cái số 3. Số 3. Cái này 101. Số 3 101. Số 4. Số 4 là một cây cần gì đây? 3,6 m. Chất liệu là phíp nha mọi người. Phíp. Rồi. Cái này cái đọt của nó bị gãy còn ngắn xuống đoạn như này thôi nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Đấy. Cái đầu của nó bị gãy một đoạn rồi. Để xem được. Cái này chắc có bị gãy chắc cũng 50 phân đó mọi người. Cái này hiện tại dài 3 mét này, thu vào là 1 mét.
đọc chỗ này là cái đoạn chỗ này nó gãy thì chỗ này khoảng cỡ 3 ly rưỡi gì đấy. Đấy, cân nặng 160 gram. Đây là cái số 4 70.000, số 4 70.000. Số 5 là một cây cần tay Daiwa. Đây. Tay Daiwa. Cái này 6x3 nha mọi người. 6x3. Đây. Cái này nó bị mắc cái vải chống xoắn ở đây này. Cái đầu chống xoắn ở đây này thôi nhé. Nó vẫn còn đẹp nha mọi người. Cái này carbon nha mọi người. Chất liệu carbon nhé, carbon nhé. Cái này chất liệu carbon nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 6, 7, 7 lóng nha mọi người. 7 lóng. Cần tay 6x3 carbon. Tay 6x3 carbon. Cây này dài 6x3, thu vào là 1m04, đọt 0,9 ly, cân nặng là 310 gram. 310 gram nhé. Đây là cây số 5. Số 5. Cây này 6x3 carbon. Cái này 400 nha mọi người. Số 6 cũng là một cây cần tay 3m6 này. Thông số nó 3m6 này. Đấy. Chất liệu phíp nhé. Đọt của nó đọt lớn này. Đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha, 4 lóng. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m04, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cái số 6. Số 6. 90.000. Số 6 90.000. Số 7 tiếp tục một cây cần tay. Cái này thì chiều dài của nó khoảng 4 mét mái á. À, đọt của nó đây. 1 lóng. À, chỗ này hình như nó có bị nứt gì đây, mà thấy người ta quấn cọc gia cố chỗ này rồi. 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Cái này đại dài 4m2, thu vào là 95 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cái số 7. Số 7. 100. Số 8, một cây cần tay 3m6, chất liệu phíp. Đấy. Đọc này đọc tháp nhé. Chỗ này nó bị tục ra tí nè. Bị tục ra nha mọi người. Đọc tháp mà chỗ này bị tục ra, mọi người về nhỏ keo nhé. Đọc tháp là chỗ này nó nấu độc nhé, chứ không phải là bị gãi đâu. Đây, tháp chỗ này nè. Đấy.
một lóng. À, chỗ này cũng có bị gãy, chỗ này cũng có bị bể một tí, gãy một tí nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái này hiện tại dài 3m3, thu vào là 1m01, độc là 0,7 ly, cân nặng 120g. Cái này cái số 8. Số 8, 80. Số 9 là một cái cần tay Shimano chất liệu Fib nha mọi người. Đấy, cái này thì tay mini. Dài 4m3, thu vào 58cm. Đây, đọt của nó đây. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lóng số 9 này, chỗ này nó bị dập nè. Lóng số 9 chỗ này bị dập nha mọi người. Đấy, bị dập chỗ này nhé. Đấy, mọi người về xử lý chỗ này hoặc là thay cái lóng số 9 đi. Dài 4m3, thu vào 58cm, độc 0,9 ly, cân nặng 220g. Cây này cây số 4, số 9, số 9, 60.000, 60.000 nha mọi người. Số 10 cũng là một cây cần tay dạng mini. Đấy, thông số của nó 4,5m này, 4,5m mà đang trong này đo còn có 3,6m ta. À, 3,6m là tại vì nó mắc cái ngọn đọt rồi mọi người, mắc hai lóng rồi, mắc hai lóng rồi mọi người. Đấy, một cầu rồi một lóng, hai lóng, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đáng lẽ cái này là 10 lóng nhưng mà giờ nó chỉ còn có 8 lóng thôi. Nó mắc 2 lóng ngọn rồi mọi người. Hiện tại nó chỉ dài 3m6, thu vào 55cm. Độc là cái lóng giờ đó là 6 ly nha mọi người. Cân nặng là 200g. Đây là cái số 10. Số 10 à, 40.000. Số 10 40.000 nha mọi người. Một cây cần tay 4m5 chất liệu Fib, cũng 4m5 mà đang đo còn có 3m6 ta. Đây, cây này cũng thiếu độc nha mọi người, thiếu độc. Một lóng, hai, ba, bốn, cây này đáng ra là 5 lóng nha mọi người, 5 lóng mà thiếu mất cái độc rồi. Đấy, nay hiện tại nó chỉ dài 3m6, thu vào là 1m. Cái lóng ở trên cùng nó là 5,1 ly, cân nặng 240g. Mọi người về thay đọc rồi nhé. Cái này cây số 11. 11, 60. Nghìn. 12, một cây cần tay 3m6. Thân thì nhỏ nhỏ, bấm dài nha mọi người, chất liệu Fib. Giờ hôm nay chỉ có một cây carbon thôi, còn lại Fib với tre trúc không nha mọi người. Đấy, số 12 đầu của nó đây, một lóng, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Càng dài 3m6, thu vào là 1m02, độc là 1 ly, cân nặng 100g, số 12. 12. 80. Nghìn. 13, tiếp tục một cây cần tay chất liệu Fib, dài 4m5. Đây, cái lóng thứ hai nó bị nứt rồi đây, lóng thứ hai bị nứt bể rồi đây. Đọt thì còn, về mọi người xử lý hoặc là thay cái lóng thứ hai đi, tùy mọi người. Xử lý thì chỉ cần cọc nhựa xung quanh đây là nó sẽ giữ nhé. Cọc cái nhựa xung quanh đây. Đây.
nó bị nứt khá nhiều nha mọi người. Ui, nứt bóc lót đây luôn, từ đây tới đây luôn, hai luôn cái lóng thứ hai nha mọi người, một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm lóng mọi người, năm lóng, năm lóng mà hư mất cái lóng thứ hai rồi. Cái này dài 4,5 m, thu vào 1,02 m, độ 0,7 ly, cân nặng 180 g. Cái này số 13. Số 13. 50.000. Số 13 50.000. Số 14 là một cây cần tay kim tên. Này. 4,5 m. Đo là cần này dài 4,45 m, đọt là 0,9 ly, thu vào là 1,02 m, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 14. Số 15 này, cross về. Cái này thì 3,5 m. Cái đào trên này không biết có nó bị nứt không. Đây, có nứt đây. Có nứt đây nha mọi người. Người ta cọc băng keo này về mọi người quấn nhựa xử lý nhé. Đọt của nó thì đọt lớn nhé. Một lóng, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. Cần này dài 3,5 m, thu vào là 1,08 m, độc là 2 ly, cân nặng 180 g. Cây này cây số 15. 15. 60.000. Mười sáu, tiếp tục một cây cần tay mà người ta cột thêm cái máy vô để trợ máy phụ sao. Cái cần này thì dài 3,6 m. Đây. Cần tay trợ máy nha mọi người. Đây, người ta cột khoan vào người ta trợ máy đây. Đọt này. 1 lóng, 2 lóng. 3 lóng, dàn khoan còn ok nha mọi người. 4 lóng. 4 lóng. Cần tay trợ máy. Đây. Dài 3,6 m, thu vào là 1 m, độc là 1,7 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 16. 16. 130.000. Số 17. Này, một cây cần tay Apollo. Này. Đọt của nó. Lóng vừa nha mọi người. Đây, đọt của nó, một lóng, 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 lóng tất cả nha mọi người. 9 lóng. Này hiện tại đang dài 5,2 m, thu vào là 69 cm, độc là 1 ly, cân nặng là 380 g. Thân của nó này, thân của nó cỡ khoảng 2 ngón tay, chưa đến nha, chưa đến 2 ngón tay nha. Đây này cây số 17.
17. Cây này 100. Số 18 là một cây cần tây dài 4m3. Đây, đọt của nó. 1 lóng, 2 3 4 5. 5 lóng tất cả nha mọi người. Cây này thì cái lóng gốc nó bị dẫm, bị dập nha. Lóng gốc nó bị dập bể nha. Đấy, lóng gốc nó bị dập bể này, chú ý nè. Đấy, dài 4m3, thu vào 1m1, đọt 0,9 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 18. 18 40.000. 18 40.000. Số 19 là một cây cần Shimano, cần tay Shimano, cũng chất liệu fib luôn. Đấy, cây cần này thì dài 5m2 này. Cái lóng thứ hai nó cũng bị mẻ nha mọi người. Lóng thứ hai nó cũng bị mẻ. Tót này, mẻ tót tí nha. Đây, mọi người về cọc đi chợ ở đoạn cúng chỗ này là gia cố lại nhé. 1 lóng, 2 3 4 5 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Nắp vặn chằng cằn nó hơi bị lỏng rồi. Đây, chắc quá. Rồi, cái cằn này dài 5m2, thu vào là 1m02. Đọt là 0,8 ly, cân nặng là 260g. Cái này cây số 19. Số 19 nha mọi người. 19. Cây này 90.000. Số 20 tiếp tục là một cây cần tay dài 3m5, thu vào là 1m02, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 140g. Đây. Cái này chất liệu fib luôn nha mọi người. Đây, đọt lớn nha. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4 nha mọi người, 4 lóng tất cả. Này số 20. 20. 90.000. Hai mươi mốt tiếp tục một cây cần tay chất liệu fib. Đây. Dài 5m5, thu vào 1m02, đọt 0,8 ly, cân nặng 310g. Đây. 1 2 3 4 5 6 6 lóng nha mọi người. Đấy. Cái lóng gốc này thì hơi bị xước nha. Đây. Này, để bị cạ bị đồ chỗ này hơi mẻ một tí thôi nhé. Hơi mẻ một tí thôi, không vấn đề gì. Cuốn cây cuốn nhựa gì thì chỗ này là được. Đây. Cần này là cái cần Dixon nhé. Dài 5m5 đấy. Này mình đọc nãy rồi. Đây là cây số 21. 21. Cây này 101. Số 22. Này, Naniwa. Cần tay Naniwa. Dài 4m3, thu vào 1m, đọt là 0,7 ly, cân nặng 160g. Đọt đây. 1 lóng, 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người.
này cây số 22. Hai mươi ba tiếp tục một cây cần Naniwa tiếp, dài 4m3, thu vào 1m, cân nặng là 180g, độc 0,7 ly. Một lóng, 2, 3, 4, 5 nha mọi người, cũng 5 lóng. Cây này cây số 23, 90 nghìn. Số 24, 24 là một cái cần Ryobi, dòng chi đây, Cinemeter gì đây. Đấy, Ryobi. Cái cần này thì mắc cái nắp của cái đế cần này bị bể rồi nè, dài 5m4, thu vào là 1m03, độ 0,8 ly, cân nặng 320g. Độ của nó một lóng, 2 này, chỗ này nó bị dơ thôi nha mọi người, dơ thôi chứ không phải bị bể rồi gì đâu nhé, cạo lần hết nhé. Một lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lóng tất cả. Là cây số 24 101. Số 25 là một cây cần Olympic Expo 70 này. Cái cần này thì hiện tại đang dài 5m3, thu vào là 89cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 310g. Một lóng, 2 lóng 3 4 5 6 7 7 lóng nha mọi người. Cái cần này cần số 25 140 nghìn. 25 140 nghìn. Hai mươi sáu tiếp tục một cây cần tay chất liệu phíp nha, chắc nó bị gãy một đoạn, người ta cột lại rồi nha mọi người, bị gãy một đoạn tí nhé. Một lóng, 2 3 4 5 6 7 7 lóng nha mọi người. Cần dài 5m1, thu vào là 85cm, độc là 1,1 ly, cân nặng 280g. Nó bị bể cái nắp tặng chân cần về, mọi người tự chế cái nắp xu vào nhé. Đây này cái số 26 80
27 là cây cần này. Đây, chất liệu phíp, dài 3m6, đọt của nó đây. Ok, một lóng, 2 3 4 5, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Cần này dài 3m6, thu vào 84cm, đọt 1,1 ly, cân nặng là 210g. Cái này cây số 27 100. Số 28 là một cây cần Daiwa. Đấy, lóng dài thân nhỏ này. Cần này dài 3m6 nha. 3m6. Đây, đọt của nó 1 2 3 4 lóng. Lóng dài thân nhỏ. Dài 3m6, thu vào 1m03, đọt 0,9 ly, cân nặng 120g. Đây là cây số 28. 80. 28 80. Số 29 là một cây cần tay hiệu Ebisu. Ebisu, chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu phíp. Cái này ở trong bọc đẹp như hàng showroom vứt ra luôn. Đây. Đây, 7m25. Thì đấy. Đây. Cái đọt của nó hình như bị gãy một tí rồi nha mọi người. Cái đọt của nó bị gãy một tí rồi. Khoảng 20 phân á. Đấy. Hay là bị hạ đọt gì đấy. Này, nhìn cái đọt rất là cứng cáp nha. Một lóng, 2 3 4 5 6 7 8 lóng. 8 lóng nha mọi người. Đấy, ngoại hình rất là mới. Cần này chỉ có một khuyết điểm là nó bị gãy một đoạn đọt thôi. Cần này dài 7 mét nè, thu vào là 1m02, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 700g. 700g. Cái này cây số 29. 29. À. Cái này mình bán 201. 29 201. Đây rất là đẹp nha mọi người. Số 30. 30 là một cây cần trúc nha mọi người. Cần trúc. Này. Cây trúc đây. Cần trúc nha mọi người. Cần trúc ráp khúc nhé. Cần trúc ráp khúc thì mình nói luôn là cây cần này ráp 6 khúc nhé. 6 khúc ráp ok nha mọi người. Giờ mình không có tháo ra ráp nữa, rườm rà quá, mất thời gian. Đây. Ngoại hình của nó còn rất là mới đẹp nha mọi người. Đây. Mọi người nhìn cái nước nó bóng, còn bóng loáng đây. Ok, ráp vào ok hết nha mọi người. Đây, cái đọt của nó đọt trúc luôn này, đọt trúc luôn nha. Đấy, hoàn toàn là bằng tre trúc nha mọi người. Đấy. Này chất liệu không biết là tre trúc gì nữa, nhưng mà theo mình đây là trúc. Đấy. Cần này hiện tại dài 6m6, thu vào là 1m3, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 680g. Cây này số 30. 30. Đây. 220.000. 30, 220.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video cần câu hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình với ship code nhé. Và mọi người trước khi nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra coi thật cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy,
có gì thì báo cho bên mình để đôi bên phối hợp với nhau để giải quyết, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không chịu xem hàng rồi cứ nhận hàng bừa xong rồi mới báo cho mình bị này bị kia nhé. Cảm ơn người rất nhiều.